Với những bạn nào vừa thi đại học xong mà đang tìm kiếm một mẫu laptop nhỏ, gọn, màn hình khoảng 13 inch, mức giá 15 triệu để có thể học tập cũng như làm việc, thì Lenovo ThinkBook 13S sẽ là gợi ý cho các bạn trong video ngày hôm nay. Đầu tiên luôn là về phần thiết kế. Vừa nhìn thôi thì mình đã cảm thấy nó cao cấp hơn, sang hơn với toàn bộ chất liệu được làm từ kim loại. Đúng như với tên gọi ThinkBook, em này vô cùng mỏng nhẹ như một quyển sách. Vẫn là thiết kế đơn giản, lịch sự, vuông vắn, mức độ hoàn thiện tốt, không có hiện tượng thừa thãi ở các mối nối. Và vì chất liệu được làm hoàn toàn bằng kim loại thế nên bề mặt rất là mịn, sờ vào vô cùng thích tay. Và với chất liệu này thì việc bám vân tay cũng sẽ rất ít, có tính thẩm mỹ cao hơn nhiều. Với kích thước nhỏ, gọn và màu bạc thời trang như thế này thì sẽ rất thích hợp với các bạn trẻ bây giờ, không chỉ đối với học sinh, sinh viên mà còn rất phù hợp với những bạn mới ra trường, đi làm cần mua laptop cá nhân linh hoạt cho công việc cũng như là giải trí. Về logo thì sẽ được đặt về hai bên, vẫn là logo Lenovo quen thuộc được đặt ở góc phải của máy, góc trái thì sẽ là logo ThinkBook. Đối với mình thì cái logo này hơi to một chút, nếu như hãng làm nhỏ đi thì sẽ tinh tế cũng như là nhã nhặn phù hợp với thiết kế của máy hơn. Mở máy ra, phần bản lề vô cùng chắc chắn. Phần bản lề này thì các bạn có thể mở máy ra một góc 180 độ phù hợp với mọi tầm nhìn cũng như là môi trường các bạn muốn sử dụng. Đối với màn hình như thế này thì sẽ rất phù hợp với những bạn học nhóm hoặc là ngồi họp, muốn trình bày ý tưởng trên laptop. Chỉ cần mở máy ra và ở góc độ nào thì mọi người cũng có thể nhìn thấy được, không phải xoay máy đi xoay máy lại quá nhiều. Lenovo ThinkBook 13S đã được thử nghiệm theo yêu cầu cấp quân sự và nhiều bài kiểm tra chất lượng để đảm bảo vẫn sử dụng tốt khi xảy ra rủi ro cũng như là các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Một điểm cộng cho bản lề của Lenovo trên em này chính là bản lề hợp kim kẽm được chế tác từ công nghệ luận kim bột đem lại sự chống chịu với 25.000 chu kỳ đóng mở liên tục, đồng thời còn được phủ cả in đi và thiếc để tăng cường khả năng chống ăn mòn và tối ưu hóa khả năng thu sóng Wi-Fi. Tiếp đến, hai cạnh bên được Lenovo thiết kế khá mỏng, cạnh trên hơi dày một chút do có chứa webcam và bảo mật Think Shutter cho camera. Cụ thể thì camera sẽ được che lại khi không sử dụng đến, một tính năng vô cùng hữu ích trong thời đại 4.0 hiện nay. Lenovo ThinkBook sở hữu màn hình 13,3 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS. Màn hình này cho góc nhìn rộng, tái hiện lại màu sắc sống động, độ sáng tốt đủ dùng khi sử dụng ngoài trời. Và em này còn được hỗ trợ công nghệ HDR Dolby Vision, độ phủ màu 72% NTSC cho trải nghiệm xem phim đã mắt và hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu chỉnh sửa ảnh hoặc là video cơ bản. Và ngoài ra thì màn hình còn được phủ một lớp chống chói tăng góc nhìn cho máy, đồng thời hỗ trợ khi làm việc ngoài trời hay trong môi trường ánh sáng mạnh. Thậm chí là điều kiện ngược sáng vẫn mang lại cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất. Bàn phím có thể coi là một điểm mạnh của em Lenovo này. Chất lượng gõ phím tốt, thoải mái, hành trình phím ở mức trung bình, bề mặt phím cứng cáp, rộng, khoảng cách phím hợp lý. Và ai thì cũng có thể làm quen được với bàn phím này khi gõ văn bản mà không hề gặp bất cứ khó khăn gì. Thêm một chi tiết nhỏ nữa làm điểm cộng cho em Lenovo ThinkBook này là ở trên cùng sẽ có nút nguồn kết hợp với cảm biến vân tay một chạm, có vòng LED để nhận biết vào ban đêm. Cảm biến này nhận diện vân tay nhanh, chuẩn xác, gần như khi mọi người chỉ chạm vào là máy đã mở ngay lập tức và hơn nữa còn tăng thêm tính bảo mật của sản phẩm. Touch bar thì sẽ được phủ kính, được cắt kim cương xung quanh tôn lên vẻ sang trọng của chiếc máy này, cảm giác di chính xác, mượt mà, tracking tốt. Tuy nhiên thì có một điểm mình không thích, đó chính là nút bấm của nó có một tiếng động không được ổn cho lắm. Thế nên mình nghĩ là nếu như ai có ý định sở hữu chiếc laptop này thì nên trang bị thêm chuột. May mắn thay là trong phần quà nếu như mua máy, Alpha sẽ tặng kèm ngay một con chuột không dây cực kỳ hợp lý. Về cấu hình, Lenovo ThinkBook sở hữu Intel Core i5-10210U với xung nhịp 4.6GHz đến 4.2GHz, 8GB RAM DDR4 giúp cho các bạn vận hành máy mượt mà trong một khoảng thời gian dài, các tác vụ văn phòng hoặc là giải trí luôn ổn định. Ổ cứng SSD 512GB giúp máy có thể lưu trữ một lượng lớn dữ liệu của bạn, đồng thời giúp thao tác mở máy diễn ra nhanh hơn. Card đồ họa thì sẽ là card đồ họa của Radeon 630 2GB DDR5 mang đến trải nghiệm game hoặc là đồ họa lý tưởng. Lenovo ThinkBook 13S được trang bị đầy đủ các cổng kết nối như là USB Type-C, USB Type-A, cổng HDMI giúp người dùng dễ dàng kết nối máy với nhiều thiết bị ngoại vi như là máy in hoặc là máy chiếu. Ngoài ra thì máy còn hỗ trợ kết nối Wi-Fi cho phép bạn truy cập Internet nhanh chóng và thuận tiện. Laptop Lenovo này được tích hợp công nghệ âm thanh Dolby Audio mang đến âm thanh phong phú, rõ ràng, trong trẻo và mạnh mẽ. Bên cạnh đó sẽ là tính năng dàn lập âm thanh vòm giúp các bạn có thể trải nghiệm chất lượng âm thanh chất lượng cao trong khi xem phim hoặc là nghe nhạc. Cuối cùng thì sẽ là thời lượng pin. Thời gian sử dụng lên đến 11 tiếng chỉ trong một lần sạc. Lenovo ThinkBook 13S giúp các bạn có thể vừa làm việc vừa di chuyển linh hoạt giữa các nơi mà không cần lo lắng về việc tìm kiếm ổ sạc.
Và trường hợp nếu máy của bạn hết pin, công nghệ sạc nhanh Rapid Charge sẽ được tích hợp giúp sạc nhanh lại 80% thời lượng sử dụng chỉ trong 1 giờ sạc. Vì vậy các bạn có thể tập trung tối đa vào công việc để có thể giải quyết nhanh chóng và dễ dàng. Nói chung, sau quá trình trải nghiệm và sử dụng thì mình thấy với mức giá chỉ khoảng 16 triệu, không những phù hợp với các đối tượng là các bạn học sinh, sinh viên mà còn phù hợp với các đối tượng là khách hàng doanh nghiệp cần những sản phẩm gọn, nhẹ, đẹp nhưng vẫn đầy đủ các tính năng bảo mật, dễ dàng mang đi và về xử lý các tác vụ giải trí hay là thao tác văn phòng, thậm chí là mọi người chơi các tựa game nhẹ nhàng cũng cực kỳ ok. Laptop Lenovo ThinkBook sẽ được bảo hành 12 tháng và được hưởng chính sách có tên gọi là Surface Premier Support. Cụ thể thì sẽ được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại 24/7 trong 365 ngày, ngày nào mọi người cũng có thể gọi được. Ngoài ra thì còn được tiếp cận trực tiếp với các kỹ thuật viên trình độ cao, được hỗ trợ toàn diện phần cứng và phần mềm từ nhà sản xuất. Liên hệ bảo hành từ đầu đến cuối bằng một điểm liên lạc duy nhất. Ưu tiên bảo hành, thông báo cơ sở bảo hành, trạng thái dịch vụ giúp xác định xu hướng các vấn đề liên quan đến bảo hành thông qua cổng thông tin thương mại của Lenovo. Và khi mọi người mua sản phẩm này thì sẽ nhận được gói quà tặng trị giá 3,7 triệu đồng sẽ bao gồm một màn hình 22 inch, túi chống sốc, ba lô chính hãng và rất nhiều phần quà thú vị khác. Về đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả của video. Và đừng quên là like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.